Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Luật pháp là sống, và tôi là luật sư Bùi Đăng Khoa, và trong hiện tại trong văn phòng thu âm chúng tôi có luật sư Kevin Huy Phạm, và xin Huy gửi lời chào quý vị khán giả. Chào luật sư Bùi Đăng Khoa và chào quý vị khán thính giả của đài, tôi là luật sư Kevin Phạm Quang Huy. Dạ vâng, một lần nữa để mở đường dây cho quý vị đặt những câu hỏi liên quan tới luật pháp là số điện thoại là 1844 858 7000, và những câu hỏi nào liên quan tới vấn đề nó gọi là di trú thì chúng tôi nhường cái câu hỏi đó lại cho luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn vào trong ngày thứ hai, và quý vị có thể gọi vào trong chương trình của anh Tuấn về vấn đề di trú. Riêng về tất cả những câu hỏi liên quan đến về vấn đề dân sự hay những cái vấn đề về luật pháp thì quý vị có thể gọi vào chương trình. Số điện thoại để cho quý vị gọi vào là 1844 858 7000. Vậy để bắt đầu chương trình thì tôi với anh Huy có nói qua về cái vấn đề nó gọi là cái trong cái trường hợp mà một cái hôn thú, thì thật sự những quý vị thính giả nào ở tiểu bang Texas đều biết là nó có hai cái hoàn cảnh về vấn đề nó gọi là mình làm hôn thú, hai vợ chồng đi ra ngoài tòa hay là đi ra chỗ vấn đề nó gọi là nhà thờ hay chỗ chùa hay bất cứ những cái cơ quan nào họ có nghĩa là cái người đó họ có thẩm quyền để họ làm cái bữa lễ hôn thú đó thì trở thành vợ chồng. Nhưng mà nó có một cái rất là đặc biệt là nếu mà hai người sống chung với nhau thì đồng bào chúng ta, những quý vị nào ở tiểu bang Texas thì cũng đều lo cái vấn đề là nếu sống chung với nhau thì cái hoàn cảnh nó có nghĩa là có trở thành vợ chồng không. Nó thêm vào đó về những người mà bên Việt Nam thì sao, nói những người mà gọi là ở chung ở bên Việt Nam đi qua bên đây lúc mà ở Việt Nam với nhau thì thật sự ngày xưa đến giờ đâu có làm cái hôn thú gì đâu, nhưng mà sống chung với nhau rồi bắt đầu đi qua để ở rồi mới tiếp tục coi như là hai thành vợ chồng với nhau. Thì cái căn bản của nó về vấn đề thì tôi có nói với anh Huy ngay lúc đầu chương trình là cái vấn đề cái khác nhau cái danh từ, nhiều khi thật sự nó một cái chữ mà nó ảnh hưởng rất là nhiều cái vụ. Thì có một cái vụ kiện nó lên cái tới tòa án có nghĩa là trên của tiểu bang Texas, nó hỏi về cái ý nghĩa của cái vấn đề cái danh nghĩa của cái chữ kết hôn với cái chữ đính hôn nó khác biệt như nào. Việt Nam mình thì thật sự ra rất là khắc khe về cái vấn đề danh từ, giống như tôi nói là về thính giả hay là khán giả nó cũng có ý nghĩa khác nhau. Cho nên trong cái vấn đề cái tiêu chuẩn của cái chữ, cái danh từ mình xài đó, nó ảnh hưởng rất là nhiều vào trong cái vụ kiện như cái vụ này về cái danh từ gọi là đính hôn. Là có nghĩa thì đối với vấn đề nó theo những người thông dịch qua thì họ cho nó là vấn đề nó gọi là làm ở có nghĩa là hứa hẹn nhau sẽ cưới. Về vấn đề kết hôn là có nghĩa trở thành vợ chồng rồi. Anh Huy à, nếu mà nói về vấn đề cái xã hội của tiểu bang Texas này thì về vấn đề informal marriage, cái tiêu chuẩn của cái căn bản mà trở thành vợ chồng mà không có giấy tờ là như thế nào vậy Huy? Dạ vâng, dựa vào luật tiểu bang Texas của mình đó quý vị, thì cái common law marriage hay là cái informal marriage là ít nhất đó là ba điều. Hai là quý vị sống chung với nhau, nó gọi cohabitation, như là vợ chồng, hai người sống chung với nhau như là vợ chồng. Phần thứ hai đó là hai người đứng tài sản chung với nhau như là vợ chồng. Cái phần thứ ba đó là quý vị đại diện hay là nói cho những người ở ngoài, bà con, những người đi làm, những người khác là hai người là vợ chồng. Thì ba cái điều kiện đó, nếu mà quý vị hội đủ hết ba cái điều kiện đó thì quý vị có thể ra tòa xin ly dị hay là xin cái vấn đề được phân chia tài sản lúc mà cái người phối ngẫu của quý vị qua đời, là mình hội đủ cái điều kiện nó gọi là common law husband and wife, thì tòa có thể xử ra là hai người là vợ chồng, không có cần nó gọi là cái formal marriage là cái giấy hôn thú. Dạ vâng, mình xin. Dạ vâng. Cho nên cái tiêu chuẩn về vấn đề sống chung với nhau trở thành vợ chồng là một trong những cái lo lắng ở cái xã hội, nhất là tiểu bang Texas này chúng ta lo, tại vì nó ảnh hưởng với vấn đề tài sản chia, ảnh hưởng với vấn đề ly dị. Cho nên qua cái khía cạnh đó, anh Huy Ấn đã nêu ra vấn đề cái tiêu chuẩn của nó để trở thành vợ chồng. Nào nói về tòa thì bằng chứng thì giống như tôi nói ngay lúc chương trình thì cái danh từ Việt Nam mình nó quan trọng lắm, là tại vì nhiều khi cái giấy tờ với lại cái bằng chứng mình đưa ra, cái danh từ cái chữ Việt Nam rất là khắt khe trong cái vấn đề cái ý nghĩa của nó, mà nếu mà nó sai lầm thì nhiều khi nó không có thành lập trở thành vợ chồng. Vâng, một lần nữa số điện thoại để cho quý vị gọi vào là 1844 858 7000, và xin mời quý vị khán giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ vâng, xin mời quý vị khán giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ thưa, tôi tên là Quang. Dạ vâng. Dạ tôi kính chào vị luật sư. Dạ thưa, tôi có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, một người sinh tại Mỹ thì khi đi ra nước ngoài làm việc á, như vậy thì có thời hạn trong bao lâu phải trở lên Mỹ? Rồi câu hỏi thứ nhì,
Ví dụ người đó có quốc tịch Mỹ cũng đi ra nước ngoài làm việc, như vậy thì trong bao được trở về là trong bao lâu có được đi trong bao lâu hay không mà xin nhà nhị vị làm ơn giúp giùm. Dạ vâng, để khỏi để vấn đề nhúng vào cái vấn đề cái câu trả lời liên quan tới di trú thì tổng quát là vấn đề công dân Mỹ là công dân Mỹ, cho nên về vấn đề cái tiêu chuẩn là qua vấn đề xanh ở đây cũng là công dân Mỹ, qua quốc tịch về vấn đề bảo trợ hoặc là mình xin phép cũng là công dân Mỹ. Đối với vấn đề một khi một ngày là quốc tịch công dân Mỹ, một ngày là người Mỹ thì có nghĩa là nó không có cái tiêu chuẩn giới hạn về vấn đề là người Mỹ. Cho nên trong cái vấn đề nó gọi là trường hợp mà chứng minh mà người Mỹ đó, thì nếu quý vị ra hỏi, tôi đưa một cái thí dụ, quý vị ra hỏi ngoài ở ngoài chỗ đường, hỏi một cái ông người Mỹ trắng, hỏi là ông có phải là công dân Mỹ không? Ông trả lời là tôi là công dân Mỹ. Thì cái câu kế tiếp hỏi ông có giấy tờ bằng chứng gì công dân Mỹ không? Thì phần trăm rất là cao là ông có một cái tờ giấy gì chứng minh ông công dân Mỹ, ngoài cái vấn đề là có thể ông khai sinh đây, hay là cái vấn đề là có thể ông có cái thẻ căn cước, nhưng mà cũng không phải là bằng chứng của công dân Mỹ. Cho nên cái tiêu chuẩn của vấn đề là nếu mình nói mình là công dân Mỹ, mình có đủ tất cả những cái bằng chứng sau này để mình nói là mình công dân Mỹ thì là mình công dân Mỹ. Còn cái thời hạn mà ở lâu, ở bao lâu đi ra ngoài nước không có ảnh hưởng đó, cái đó là một cái quốc gia giống như là mỗi một cái quốc gia họ có cho mình ở lâu hay không thôi. Chứ còn đối với xã hội của nước Hoa Kỳ với Mỹ, công dân Mỹ mình muốn đi bao lâu đi, mình ở mấy năm cũng được, 10 năm cũng được, mình trở lại vẫn là quốc tịch, vẫn là công dân Mỹ như thường, không thay đổi cái đó. Một lần nữa số điện thoại cho quý vị gọi vào là 1-844-858-7000. Anh Huy à, nếu mà nói về hôn thú như vậy thì giống như là những quý vị ngày xưa, giống như các ông, các bà ngày xưa mà nói bác, nếu mà nói giờ kiếm cái tờ giấy hôn thú chắc cũng không có đâu, nó mất tiêu đâu rồi. Nhưng mà họ từ hồi đến giờ, nếu mà nói thật sự họ vợ chồng với nhau, từ ở Việt Nam đến giờ họ qua bên đây họ cũng vẫn là chồng với nhau. Thì trong cái khía cạnh về vấn đề vợ chồng như vậy thì thật sự nếu mà nói cái căn bản là đối với luật của tư bang thì nó là đây. Dạ vâng. Đối với phong tục Việt Nam thì có thể nói là ngày xưa không có cái giấy tờ gì nói là vợ chồng ấy, nhưng mà hai người sống chung với nhau làm lễ ở ngay làng, có người làm chứng là trở thành vợ chồng rồi. Thì cái hôn thú nếu mà nói là một khi mà trở thành vợ chồng thì cái căn bản của cái vấn đề nó gọi là chia tài sản như thế nào vậy Huy? Dạ vâng, một khi mà quý vị là vợ chồng đó thì từ lúc mà quý vị là vợ chồng thì tất cả tài sản mà quý vị có, nếu mà quý vị đang ở tiểu bang gọi là community property cũng như Texas của mình và những cái tiểu bang khác, những cái tài sản sau khi quý vị có hôn thú là tài sản là của chung, nó gọi là community property, gồm có là xe nè, đất đai nè, thương mại nè, nhiều lúc cái tiền retirement 401k hay pension của quý vị cũng là tài sản chung. Và nếu về vấn đề ly dị hay là qua đời, những cái tài sản đó cũng là tài sản của chung, và hai bên đều có cái quyền lợi, nó gọi cái community interest, có vấn đề phân chia trong những cái tài sản này, dù là ly dị hoặc là qua đời, về vấn đề thừa kế cũng là cái vấn đề gọi là community property để phải chia. Dĩ nhiên trừ ra quý vị chứng minh được đó là những cái tài sản mà quý vị có hiện tại trong lúc vấn đề ly dị hay là qua đời, đó là cái tài sản đó là quý vị có riêng. Có riêng không phải là có riêng trước khi lập gia đình, cái đó là một. Có riêng đó, nhiều lúc đó quý vị thừa kế, một người khác thừa kế đưa lại cái di chúc là đưa lại tài sản cho quý vị, cái đó là tài sản riêng. Hoặc là gia đình hay người bạn quý vị cho quý vị một cái tài sản nào thì cái sự thừa kế hay cho thì cái tài sản đó nếu mà quý vị có những cái bằng chứng là tài sản là riêng. Cái quan trọng là quý vị phải có những bằng chứng này là tài sản riêng rõ ràng, chứ nếu không đó, tòa sẽ xử ra những cái tài sản dù đứng tên riêng của quý vị cũng là tài sản chung. Nếu mà quý vị không có bằng chứng là tài sản đó là tài sản và vấn đề thừa kế hay là cho. Luật sư Khoa, về vấn đề common law marriage nữa đó, có những quý vị ngoài đó thắc mắc là tôi nghe đồn đó là, hay tôi nghe nói đó là nếu mà hai người sống chung với nhau trên 6 tháng là tự động là gọi là vợ chồng ở tiểu bang Texas. Cái đó đúng không luật sư Khoa? Dạ vâng, anh Huy anh hỏi cái câu đó rất là hay, là tại vì không phải anh nghe mà tôi nghĩ là chắc phần đông những người luật sư làm trong cái cộng đồng Việt Nam mà nhất là tiểu bang Texas đều nghe cái danh từ 6 tháng. Tôi không biết cái 6 tháng đó từ đâu, nhưng mà tôi đi kiếm nguyên cả cái quyển sách luật, tôi coi xong nó có cái chữ 6 tháng ở trong cái vấn đề nó gọi là cái hôn thú hay không thì không thấy ở trong đó. Nó chỉ có ba cái tiêu chuẩn về cái khía cạnh thôi, là có nghĩa là có ý định sống chung với nhau, là có nghĩa là hai người có nghĩa là sống chung với một căn nhà, hay nó gọi là cohabitate, là sống chung với nhau. Cái tiêu chuẩn thứ hai là có ý định trở thành vợ chồng. Cái này rất là khó, là tại vì có ý định trở thành vợ chồng hay không đó, nhiều khi nó không có phải là như nó hiện cái chữ ở trên đầu mình nói là tôi với cái cô này muốn trở thành vợ chồng. Nó theo cái hành động, cái động tác, khai thuế, bảo hiểm, giấy sức khỏe, đi chung với nhau.
Nào cái tiêu chuẩn thứ ba thì có thể nó dễ chứng minh hơn, là có nghĩa là mình phổ biến cho những người chung quanh mình là hai người là vợ chồng. Thì đây nó gọi là cái vấn đề, nó gọi là cái publication, là có nghĩa là mình phổ biến ra, thì giống như là mình đi cái bữa tiệc nào nói đây là bà xã tôi, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi. Cho nên cái vấn đề chứng minh đó thì mình kiếm qua người thứ ba. Nhưng mà cái ý định mà hai người có trở thành vợ chồng hay không đó, thì cái ý định nó hơi khắt khe về cái vấn đề trường hợp là tại vì không ai thể có thể biết được là cái suy nghĩ của mình như nào. Cho nên chỉ có cách một cái vấn đề mà tòa nó coi là nó coi những cái bằng chứng chung quanh, là nó coi cái hành động của mình, nó coi những cái giấy tờ, nó coi những cái vấn đề, cái cử chỉ của mình làm để nó chứng minh theo cái khía cạnh đó là hai người có ý định trở thành vợ chồng. Nhưng mà không có nói gì về vấn đề sống chung với nhau là 6 tháng là automatic trở thành vợ chồng. Tại nếu vậy đó anh Huy, khỏi cần phải biết là hai người có nghĩa là có ý định trở thành vợ chồng hay không, cứ sống chung với nhau là có nghĩa là sau 6 tháng là trở thành, là coi như phải làm đơn ly dị. Thì cái đó cũng hơi vô lý. Nhưng mà trong về vấn đề cái tiêu chuẩn mà nói là sống chung với nhau vậy á, thì cái khía cạnh nó có cái vấn đề cái cách nào mình làm để có nghĩa là mình phòng hờ đi, để mình chứng minh cho đối phương biết, hoặc là cho sau này trở lại để biết là hai người không có ý định nhau, mình có thể mình làm một cái giao kèo gì không vậy? Yes, nếu mà hai người không có ý định là vợ chồng thì quý vị có thể làm những cái gì riêng cho quý vị. Quý vị có thể làm một cái di chúc, là quý vị đưa lại tài sản cho như này, và quý vị trong cái di chúc đó không nói là quý vị là, nói rõ ràng là quý vị là độc thân. Khai thuế, đừng có khai thuế là mình là married. Có nhiều quý vị á, tháng năm này thì khai là single, rồi năm sau khai là head of household, rồi năm tới khai là vợ chồng, rồi xong sau đó đổi nữa. Cho nên quý vị nên cẩn thận lúc mà quý vị điền đơn ra làm cái gì đó, thì quý vị phải rõ ràng, một là quý vị là vợ chồng, hai là quý vị là single, để tránh cái vấn đề chúng tôi biết nhiều trường hợp đó là hai người sống chung với nhau, có con, nhưng mà bởi vì những cái quyền lợi xã hội, ví dụ đi, thì quý vị lại khai là quý vị không phải là vợ chồng. Quý vị nên biết đó, nếu quý vị làm những cái việc này, tương lai nếu mà có những tài sản mà quý vị thật sự là hai người là vợ chồng, chỉ là khai không phải là vợ chồng, nhưng mà thật sự ai cũng biết hai người vợ chồng mà chỉ không có tài sản chung, thì tương lai cái vấn đề mà thừa kế hay là phân chia, nếu mà chia tay đó, nó sẽ rất là khó khăn cho quý vị. Cho nên quý vị nên để ý cái đường lớn, đường sâu về sau này, cái vấn đề mà quý vị khai là không phải là vợ chồng, nó có ảnh hưởng về vấn đề tài sản hay không? Mời luật sư Quang. Dạ vâng, trong cái khía cạnh mà ba cái tiêu chuẩn mà nó gọi là trở thành vợ chồng, nó có một cái phần ở trong đó nó nói rõ là có trường hợp đặc biệt, có nghĩa là không trở thành vợ chồng. Trong cái đặc biệt đó là giống như là nói là có cái vụ, có nghĩa là có hôn thú với một người nào khác ngoài đó rồi, thì không cách nào mà có nghĩa mình sống chung với nhau để trở thành vợ chồng hết. Đây nó nằm trong cái khía cạnh về vấn đề nó gọi là đồng ý, hoặc là agreement, có nghĩa là đồng ý với nhau trở thành vợ chồng. Tại nếu đã có hôn thú trước rồi mà chưa có ly dị, hoặc là cái người đó chưa mất đi, thì không thể nào mà có ý định trở thành vợ chồng cho cái phần thứ hai được hết. Cho nên có nhiều cái trường hợp rất là đặc biệt là cái người ở Việt Nam mình nhiều khi về quê, về chỗ làng mình, cưới một người nào đó, làm giấy tờ xong xuôi hết rồi, cưới hết rồi, lúc trở lại cái đổi ý, xong rồi ở chung với cái người bên phía bên Mỹ này, thì cái người bên Mỹ là không thể nào trở thành vợ chồng nữa, là tại vì cái hôn thú ở Việt Nam nó hắn còn có hiệu lực. Cho nên trong cái khía cạnh về vấn đề bằng chứng đó, thì thật sự nó có một cái phần gọi là nếu mà đã có hôn thú trước đây rồi, thì cái hôn thú thứ nhì không thể nào mà trở thành gọi là vợ chồng được hết. Nào trong cái trường hợp mà rất là đặc biệt là nếu mà giả tỷ hôn thú thứ nhất, dù hôn thú thứ nhì, thì cái khía cạnh đó cái tòa nó căn cứ theo vấn đề là coi xem cái hôn thú nào thật sự. Anh Huy à, nếu mà nói về vấn đề hai cái hôn thú thứ nhất làm đám cưới đàng hoàng, cái hôn thú thứ nhì cúng gia tòa làm giấy đàng hoàng, thì cái tòa đương nhiên nó là song hôn, là có nghĩa là cưới hai lần. Nhưng mà đối với cái tòa nó có coi cái hôn thú thứ nhì là thành lập không hả anh Huy? Thường thường nếu quý vị về vấn đề marriage, nếu có giấy hôn thú là thường thường tòa lúc nào cũng presume là kết luận là cái marriage nó gọi là valid, trừ ra có bằng chứng là khác. Nhưng mà trong hai cái hôn thú này đó thì dĩ nhiên cái hôn thú đầu tiên, nếu mà chưa vấn đề kết thúc vấn đề ly dị hoặc qua đời, thì cái hôn thú đó vẫn là cái hôn thú có giá trị hơn. Dạ vâng. Dạ. Yeah. Cho nên trong cái căn cứ mà nếu mà giống như anh Huy trình bày là cái hôn thú thứ nhất đó là nó sẽ là có nghĩa là chính thức. Cái hôn thú thứ nhì á, nó có thể nó gọi là voidable, là có thể nó có nghĩa là trong cái trường hợp là nó có thể thành lập với cái trường hợp. Thí dụ như hai cái hôn thú nó đã xảy ra rồi, cái hôn thú thứ nhất sau đó khám phá ra ly dị, thì cái hôn thú thứ nhì nó sẽ trở thành chính thức như thường. Nhưng mà trong hiện tại nếu mà hai cái hôn thú nó đang có đó, thì cái hôn thú thứ nhì có thể được xóa, có nghĩa là không có thể thành lập nếu mà ra tòa án để coi như xin xóa đàng hoàng.
Cho nên về cái khía cạnh gọi là hai cái hôn thú, thì cái hôn thú thứ nhì nó lơ lửng trong cái nửa trường xuân, nó gọi là không có rõ ràng là có thành lập hay không có chính thức, tùy theo cái hôn thú thứ nhất nó có xóa đi hay không, hay là cái hôn thú thứ nhất nó còn nguyên như vậy. Cho nên về vấn đề căn cứ theo là cái hôn thú thì phần trong tất cả những cái vụ mà nó gọi là ly dị, nó phải căn cứ thứ nhất là phải có hôn thú trước đã, thì bắt đầu tòa án nó mới xử qua cái ly dị. Không có hôn thú thì không có ly dị. Cho nên Huy, mình thấy trong cái trường hợp mà nếu mà nói là tòa án đầu tiên phải coi, cái câu mà đầu tiên lúc nào tòa án cũng coi là cái hôn thú này có nên xóa hay không xóa, là có nghĩa là phải có hôn thú. Còn không có hôn thú thì tòa nó không có tính tới cái vấn đề nó gọi là cái tài sản. Nhưng mà khi có hôn thú rồi đó thì cái tài sản đó, thông thường Việt Nam mình thì hay nói là ô nếu mà vậy chia là tại vì chia cho tôi nhiều hơn, tại vì tôi là đàn bà, chia cho tôi nhiều hơn là tại vì tôi trông con. Cái tiêu chuẩn căn bản về vấn đề chia nhiều hơn với chia ít thì nó thường thường nó căn cứ theo nào vậy thôi? Dạ vâng, vấn đề phân chia tài sản đó quý vị, ở đây đó và những tiểu bang khác đó, họ dựa vào nó gọi là cái fair and just and equitable, coi như là phân chia làm sao là công bằng. Cho nên công bằng nó không phải là 50-50, nhiều lúc đó quý vị kết quả là 50-50 hoặc là 55-45, nhưng mà tòa sẽ dựa vào những cái yếu tố khác cũng như là khả năng về vấn đề thu nhập của hai bên, tuổi tác của hai bên, học vấn của hai bên, ai cao hơn, ai thấp hơn và ai tương lai một khi mà sau khi ly dị đó sẽ cần cái sự giúp đỡ nhiều hơn để coi như mình được vững lên, để lo cho cuộc sống tương lai, và ai là người sẽ giữ con và nuôi con. Cho nên những cái yếu tố đó và những cái yếu tố khác cũng như là lỗi lầm một người có bỏ công sức vô để xây tạo ra cái tài sản của chung hay không, hay là một người bên kia thì lại hủy hóa phải tài sản, đánh bài tẩu tán tài sản hay xài rất là phung phí, thì cái đó là những cái yếu tố mà tòa sẽ dựa vào, mà mình phải đưa ra những cái bằng chứng để tòa phân chia cho mình. Chứ nếu quý vị không có bằng chứng đó thì tòa sẽ chia nó gọi là công bằng, just and right, và nhiều lúc họ chỉ cái kết quả là 50-50 hay là 55-45. Vâng, tôi thấy 50-50 rất là công bằng rồi, nhưng mà đương nhiên nó có một cái hoàn cảnh đặc rất là... Vâng, xin mời quý vị khán giả kết tiếp trên đường dây ạ. Tôi là Trinh Dũng, cho tôi hỏi thăm cả hai luật sư. Dạ vâng. Tôi bên này ly dị. Anh có thể quay cái âm thanh xuống, tại vì nó sẽ vang nếu mà đặt câu hỏi mà TV nó lớn á. Dạ. Tôi... Hello. Dạ vâng. Dạ xin anh đặt câu hỏi, nhưng mà đứng xa khỏi cái TV, anh quay cái âm thanh xuống, chúng tôi không có nghe được rõ vậy. Đã ly dị bên này đó, bây giờ tôi muốn về Việt Nam kết vợ. Dạ vâng. Như vậy là tôi cần cái giấy, bây giờ như vậy là tôi có cần cái giấy gọi là công hàm độc thân nữa không, hai luật sư? Dạ vâng. Dạ, tôi rất là xin lỗi là cái câu hỏi này nó liên quan tới vấn đề di trú, và có thể anh gọi vào trong ngày thứ hai, còn nội sư Tuấn sẽ trả lời cái vấn đề, cái chi tiết của vấn đề là có cần di trú cái đó và kết hôn. Dạ vâng, kết hôn, nhưng mà cái vấn đề nó liên quan tới vấn đề cái tiêu chuẩn của vấn đề gọi là cái luật Việt Nam là một, và thứ hai là nó liên quan tới cái vấn đề là cái tiêu chuẩn là có bảo trợ được qua hay không. Cho nên trong cái khía cạnh tôi rất là xin lỗi là cái vấn đề cái câu hỏi nó hơi liên quan tới vấn đề di trú nhiều hơn là vấn đề những câu hỏi, nhưng mà để trả lời đơn sơ về vấn đề bằng chứng gọi là độc thân bên này, anh Huy à. Mình nghe thường thường là luật Việt Nam thì thường thường trước khi mình cưới họ bắt là mình phải chứng minh mình là độc thân. Dạ vâng. Nó bắt chứng minh là qua cái giấy công hàm, những người nào mà chưa có làm qua thì có nghĩa là cái cơ quan quận nó xác nhận đây là cái người này độc thân. Xã hội Mỹ thì nó hơi khác một tí. Bây giờ tôi ra ngoài đường tôi nói tôi là độc thân thì họ cũng chỉ biết là độc thân thôi. Ừ. Làm sao mà tôi vạch áo ra tôi nói tôi có cái chữ độc thân ở trước ngực tôi để nói là tôi hẳn là người độc thân, hoặc là tôi có thể là tôi cưới người khác. Cho nên Huy, đối với vấn đề nó gọi là giấy tờ chứng minh độc thân với công hàm đối với cái xã hội mà khi mà ra làm hôn thú đó, nó có cần những cái giấy đó không vậy? Dạ không, mỗi nước khác nhau quý vị, nhưng mà ở đây tiểu bang Texas và ở Mỹ đó, thường thường đó quý vị chỉ cần xác nhận là quý vị nói ra là quý vị thề là quý vị là độc thân là họ sẽ tin quý vị độc thân. Bởi vì ở đây đó thực sự cái tự do thì quý vị nhìn thấy là nó tự do như vậy, nhưng mà điều ai cũng phải theo cái luật hết. Thì luật ở đây nó gọi là luật polygamy, là song hôn, là nếu mà quý vị có hôn thú với hai người khác nhau hay là cùng một lúc thì cái đó quý vị đã vi phạm một cái tội hình sự rồi. Tội này cũng rất là khá nặng quý vị. Cho nên họ sẽ không cần quý vị chứng minh chứng biết gì là quý vị là độc thân. Nhưng mà quý vị phải thề là quý vị là độc thân và trước đây không, hiện tại không có ai là vợ khác hay là chồng khác, thì
họ sẽ công nhận cái hôn nhân, cái kết hôn của quý vị. Nhưng mà tương lai nếu mà họ khám phá ra là quý vị có người vợ khác trong lúc mà quý vị kết hôn với người này, thì cái đó là một cái tội mà quý vị phải đối với hình sự của tiểu bang quý vị hay Hoa Kỳ. Dạ vâng. Rất là xin lỗi quý vị là về vấn đề giải thích thì nhiều khi chúng tôi muốn vô cái chi tiết nhưng mà thời gian nó không có đủ để chúng tôi trả lời những cái vấn đề, cái câu hỏi của quý vị. Nhưng mà đương nhiên về cái khía cạnh về vấn đề nó gọi là cái luật thì nó có hai cái luật áp dụng, một cái luật ở bên nước Hoa Kỳ. Đương nhiên nó sẽ khác với cái luật lệ của bên Việt Nam về cái tiêu chuẩn, cái căn bản, cái cần thiết của bên Việt Nam thì chúng tôi nhường những cái đó về về cái luật của những luật sư bên Việt Nam, họ có thể trả lời cái đó, hoặc là mình cần biết thì mình có thể về Việt Nam mình hỏi những cái luật lệ, hay thông thường thì mình nghe những người đã làm trải qua rồi họ sẽ giải thích họ cần những cái gì. Nhưng mà về vấn đề giải thích của luật thì chúng tôi chỉ có cách giải thích về vấn đề cái chi tiết của luật của bang Texas hoặc là luật của liên bang của Hoa Kỳ. Nên trong khía cạnh đó chúng tôi rất là xin lỗi là không có thể trả lời được chi tiết về những cái câu hỏi của quý vị. Và rất là xin lỗi là thời gian không có rồi, quý vị sẽ xin quý vị nhấn lại chờ phần 2 của chương trình sau khi thông tin mạng, chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục chương trình. Thank you.